Hai, cho tất cả mọi người và anh em gần thủ nha. Hôm nay tới nước câu cá nâu cá rìa nè. Đây, có anh trai đang lấy hàu rồi thì mới xin lên thả thử rồi có gì không nha anh em. Rường thì mình vô sẵn rồi anh em ơi. Đó, mình làm sẵn như vậy nè. Có 70 ngàn cá anh em nào cần thì liên hệ mình nha. Đó, cái này chỉ về kẹp rong vô là câu thôi nha anh em. Mới đi hái mớ rong rồi nè. Rong xanh, rong đen tùm lum hết, rong này để câu cá nâu cái gì luôn nha anh em. Anh em coi bây giờ thấy hay hấp dẫn cho mình xin một like luôn để kiếm hộ mình nha anh em. Còn bây giờ tranh thủ lên thả coi có dùng nha. Hy vọng hôm nay có nhiều cá nâu cái gì quay cho anh em coi. Không có thì mình đi câu cá cháp. Gỡ. Tháng 7 thôi. Trước thì trước tháng 8 nó hạ thì cũng con bằng tháng 9 nhưng mà già quá. Già quá. Rồi xong, chảy luôn. Dính vô mấy cái rổ chảy luôn rồi. Móc vô cái rổ chảy luôn. Nhớ đầu tiên nha anh em.
tá lá luôn em ơi. Cái này sóc vô mấy em thôi. Mùa này cá nâu đẻ trứng quá trời, đẻ con cá nâu con quá trời luôn. Lên luôn mà. Dạ. Dưới miền Tây. Trong cái phang luôn trời. Toàn trời quá. Quá vậy trời. Đâu có đang cần thay đâu hả? Dạ có anh. Này chắc hết sữa nổi rồi, cái này bị gãy 3 lần rồi đó. Gãy này trời. Cắt ra tháp tiếp. Vô mỏ luôn. Hợp lại luôn. Thành lâu dữ ta. Chắc rồi. Rồi đi luôn rồi. Trời đi luôn rồi. Ăn nữa nè mày. Ăn nữa nè. Vậy đâu sao được. Dạ. Yeah. Dạ, mồi rong quá chị. Nó hảo cái này lắm. Dạ. Yeah. Dạ cái đó là câu cá nâu á. Có rìa mà nó ăn cá luôn hả? Nó ăn cá. Dạ chắc nó dựa đó, nó quen mồi á.
cái gì. Bậy bậy mình nuôi cá nè. Về đầu mình bỏ cái mỡ mỡ lên cái ống đụ ống quần quần với thấy cái câu giật đại. Vinh. Kiểu như nó đi ngang qua giật đại luôn hả? Nó đợi là mình thấy mình giật lên đi hà khỏi cần ngâm cần gì hết chứ. Trời đá vậy. Đây là hồn với phú quốc ha, tôi câu hơn nhất định chứ. Đưa chạm đất nó hút không trời. Đi lên luôn nè. Trời ơi. Không thử sao biết được nè, anh hút vô miệng luôn nè. Vô tới bọn tử luôn. Chưa chạm đất. Làm thấy ghê vậy chứ. Con mồi hào á anh em. Không có cá nâu, không có cá rìa thì mình đổi cá chát. Đây. Wow, mới lạnh nằm luôn. Vậy mà nó bá vô hào được nữa chứ. Lừa nó cỡ đó luôn. Trời ơi. Bự anh em ơi. Lừa cho nó ra cỡ đó mà nó còn bá vô hào được hay thiệt. Còn nữa nè anh em. Lừa cho nó ra cỡ đó mà nó còn lủi vô hào được. Quá đỉnh. Hơn nửa ký anh em. Chạy ra con sâu. Vào thùng luôn. Này không lấy hầu như quả cầu như đâu. Ngày em lấy đều lắm. Ngày nào cũng 5 bao, 4 5 bao làm đều. Chứ không có xuống ăn liền luôn. Kinh. Thảo phát hài đó. Hồi sao không ham. Cái gì. Mùa này cá rìa nào, con rìa nào rìa như vậy không? Mùa này nó vô nó đẻ anh. Cá nào cũng đẻ con quá trời luôn. Sáng giờ được mấy con này rồi? Dạ, sáng giờ được 7-8 con anh. 7-8 con to vậy hả? Dạ. Cá một size gì không à? Một size. Nên chắc ông kia ông câu ở đây chiếc bè này 3 con, bè kia 2, 3 con. Dạ. Yeah. Cứ mỗi bè 2, 3 con. Rồi sáng giờ em ngồi bên kia kìa. Đó bên chỗ chị ấy lấy á. Được mấy con? Bên đó được 5 con. Hồi nãy qua ngồi thả chơi giật đường con nữa. Là 6 con bên đó. 6 con giật bên bè anh hơn được 2 con. Là 8 con, giờ 1 con nữa 9 con. Ủa chưa giật bên kia 2 con hả? Không, bên kia nó ăn mà giật không dính. Bên mẹ anh hơn á. Chiều anh em, với lại thấy cá nó cũng không ăn nữa. Nên về thôi anh em, đây thành quả hôm nay nè. Hôm nay cũng khá ok anh em. Đây. Con này mới dính rồi anh em. Cái rìa hôm nay sai đạp con em ơi. Con này ông lấy nửa ký không à. Mình đếm cho anh em coi. Con này chắc 6 loại luôn. 1 đây còn sống luôn, tím này chứ đây, cái nâu còn sống luôn nè. 3 4 cá cháp nữa nè anh em, cá cháp mình câu bằng mũi hào nè anh em. 5 sống luôn. 6 7 8 9 10
12, 13, 14 con em. 14 con cá sai đẹp con em ơi. À, cá rìa con nào cũng lấy anh em. Bạn tay xè. Con nào cũng lấy hơn 6 lạng nửa ký. Và đã anh em. Anh em coi video thấy hay hấp dẫn cho mình xin một like, lượt đăng ký ủng hộ mình nha anh em. Còn anh em cần rồi liên hệ mình nha. Rồi mình câu từ sáng giờ cũng xin nhơi nè anh em. Đó, cứ để vậy là giúp thôi. Cá bự lên hết. Đó, cái mồi rong đen này câu cũng hiệu quả nha anh em. Nó sáng giờ mình kìm rong xanh mà không có. Chơi cái rong đen này luôn anh em ơi. Còn cá cháp thì câu mồi hào. Còn cá rìa cũng câu mồi rong luôn nha anh em. À, cá nâu nè. Đó, cá nâu cũng câu mồi rong luôn anh em ơi. Thôi. Hẹn anh em video tiếp theo nha.